Nội dung tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn mua vào số 125 ngày 6 tháng 1 với nội dung là mua xi măng của công ty dịch vụ xây dựng Thành Lâm. Số lượng là 35 tấn với tổng giá trị thanh toán 43.120.000 đồng và hình thức thanh toán bằng chuyển khoản treo qua công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Để xác định được số xi măng này là nguyên vật liệu hay hàng hóa của công ty thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Trong công ty chủ yếu là mảng sản xuất gạch, và để có được thành phẩm là gạch viên thì chúng ta cần phải có các nguyên vật liệu bao gồm xi măng và mặt đá để tạo ra được thành phẩm đó. Do đó, số lượng xi măng này mua về sẽ là nguyên vật liệu của công ty. Chúng ta sẽ đưa vào tài khoản 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu. Còn trong trường hợp nếu công ty thuộc mảng thương mại, mua xi măng về và xuất bán trực tiếp cho khách hàng, thì đây sẽ là hóa đơn mua hàng hóa, phản ánh đưa vào tài khoản 156. Với trường hợp thứ 3, đối với công ty thuộc mảng sản xuất thương mại, mua nguyên vật liệu là xi măng để đưa vào quá trình sản xuất tạo ra thành phẩm gạch không nung và bao gồm cả xuất bán xi măng, thì chúng ta sẽ đưa vào chi phí tài khoản 152 trước để làm tăng kho nguyên vật liệu. Khi nào xuất xi măng để bán cho khách hàng thì chúng ta sẽ chuyển từ kho nguyên vật liệu sang kho hàng hóa và xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Căn cứ vào hóa đơn mua nguyên vật liệu số 125, chúng ta sẽ thực hiện hạch toán nợ cho tài khoản 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, và có cho tài khoản 331 với tính chất của các tài khoản loại 1, loại 2, loại 6, loại 8 thì tăng ở bên nợ và giảm ở bên có. Do đó khi tăng nguyên vật liệu, chúng ta sẽ đưa vào tài khoản 152, đồng thời phản ánh tăng thuế khấu trừ vào bên nợ của tài khoản 1331. Chưa trả tiền cho nhà cung cấp thì sẽ làm tăng công nợ phải trả. Do đó theo tính chất của tài khoản loại 3, 4, 5, 7 tăng bên có giảm ở bên nợ, chúng ta sẽ phản ánh có của tài khoản 331 với tổng số tiền thanh toán là 43.120.000 đồng. Và các bạn lưu ý, theo quy định của luật thuế thì toàn bộ các hóa đơn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng với tổng giá trị từ 20 triệu trở lên bắt buộc phải thông qua chuyển khoản thì các bạn mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và được đưa vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn trong trường hợp nếu đơn vị thanh toán cả bằng tiền mặt và chuyển khoản thì toàn bộ số tiền mặt đã thanh toán sẽ không được tính vào chi phí hợp lý. Do đó doanh nghiệp cần phải lưu ý với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên. Căn cứ vào hóa đơn thì các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Với hóa đơn mua vào, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Ở đây chúng ta đang thực hiện hạch toán mua nguyên vật liệu nhập kho. Do đó để có được phiếu nhập kho, chúng ta sẽ tích chọn một nhỏ mua hàng trong nước nhập kho với hình thức phản ánh chưa thanh toán. Để thể hiện táp hóa đơn và táp thuế, chúng ta sẽ chọn lại là nhận kèm hóa đơn. Trên phiếu nhập kho, các bạn sẽ tìm đến thông tin của nhà cung cấp, công ty dịch vụ xây dựng Thành Lâm. Chi phí mua nguyên vật liệu nhập kho. Trở lại ngày hạch toán, mùng 6 tháng 1 năm tài chính. Sang phần táp hóa đơn, chúng ta sẽ điền hóa đơn số 000125 và kiểm tra lại ngày trên hóa đơn. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, xuống phần mã hàng, các bạn sẽ chọn đến mã nguyên vật liệu là xi măng. Với trường hợp khi thực hiện tìm kiếm chưa có mã nguyên vật liệu đó thì các bạn sẽ tích vào phần dấu cộng
và thực hiện khai báo, bao gồm mã, tên nguyên vật liệu, tính chất chọn vật tư hàng hóa, nhóm. Các bạn sẽ chọn là nguyên vật liệu và nhấn đồng ý. Điền đơn vị tính chính, chọn kho ngầm định là kho 152 và phản ánh tài khoản chi phí vào tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200. Ở phần thuế xuất các bạn có thể điền hoặc bỏ trống và nhấn cất. Còn ở đây chúng ta đã có mã nguyên vật liệu rồi thì các bạn phải nhớ không được tạo thêm để tránh trường hợp phản ánh sai số lượng tồn kho nguyên vật liệu. Phần mềm sẽ tự động cập nhật vào kho 152 với bút toán nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331 treo qua cổng nợ. Căn cứ vào hóa đơn các bạn phải nhớ với các nguyên vật liệu có từ hai đơn vị tính, chúng ta phải lưu ý điền lại đơn vị là tấn, số lượng nhập kho là 35 và đơn giá là 1.120.000 đồng. Sang phần hai nhỏ tắp thuế là 10%. Tài khoản thuế giá trị gia tăng là 1331, nhóm vật tư hàng hóa mua vào chúng ta sẽ để mặc định là 1. Với tổng số tiền thanh toán cho nhà cung cấp là 43.120.000 đồng. Thực hiện đúng rồi thì lúc này chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Khi tích chọn hình thức là mua hàng trong nước nhập kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu nhập kho. Do đó, với hóa đơn số 125 thì đằng sau chứng từ là phiếu nhập kho đi kèm. Và để kiểm tra được phiếu nhập kho này, chúng ta sẽ vào phân hệ kho, chọn tab nhập xuất kho, chọn lại số kỳ, nhấn lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ phiếu xuất nhập kho đã được hạch toán trong phân hệ mua hàng và bán hàng. Do đó với phiếu nhập kho này chúng ta sẽ không cần phải hạch toán thêm.